Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom xin nghỉ việc. Bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, Đồng Nai, nộp đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe. Ngày 10 tháng 5, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, một lãnh đạo huyện ủy huyện Trảng Bom, Đồng Nai, xác nhận bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom vừa nộp đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe. Do chị Châu thuộc diện tỉnh ủy Đồng Nai quản lý nên hiện nay đang chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo nguyện vọng, vị lãnh đạo này cho hay. Bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom tại một cuộc họp. Bà Vũ Thị Minh Châu sinh năm 1970, quê Nam Định, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế. Bà Châu được bầu chức danh Chủ tịch huyện Trảng Bom từ năm 2011 đến nay. Trước đó, kết luận thanh tra của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ ra nhiều sai phạm của bà Vũ Thị Minh Châu liên quan đến vụ xây dựng hơn 600 căn nhà trái phép tại khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 25, huyện Trảng Bom. Kết luận thanh tra nêu rõ, bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom ký nhiều văn bản liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, ngoài 20 cá nhân khác thuộc các sở, ngành, phòng, ban và lãnh đạo địa phương cùng 13 tổ chức có liên quan, không đúng quy định. Có dấu hiệu tội phạm, nên chuyển cơ quan công an điều tra làm rõ. Cụ thể, dự án khu dân cư Tân Thịnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1, 500 năm 2018 với diện tích hơn 18 hectare, gồm nhà liên kế có sân vườn cao 3, 4 tầng, biệt thự 2, 3 tầng, chung cư cao 7, 9 tầng cùng các tiện ích như trạm y tế, khu thương mại dịch vụ. Dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để đầu tư xây dựng dự án, nhưng từ năm 2018-2020, công ty chính phủ đầu tư LDG, chủ đầu tư, đã xây dựng 680 căn nhà, 198 căn biệt thự. 290 căn nhà liên kế đã thi công xong, 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở, và hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải, công viên cây xanh. Sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, đã có hàng loạt cán bộ từ xã đến huyện bị khởi tố. Dự án bất động sản này cũng chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, nhưng công ty chính phủ đầu tư LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với tổng giá trị hơn 132 tỷ đồng. Khách hàng đã thanh toán từ 25-95% trên giá trị hợp đồng và có 7 hộ chuyển đến sinh sống tại dự án. Kết luận thanh tra chỉ rõ, bà Vũ Thị Minh Châu thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, thực hiện trình tự, thủ tục bồi thường dự án không đúng quy định như kiểm kê, áp giá bồi thường, có trường hợp áp giá thu hồi đất không đúng chủ sử dụng đất theo hồ sơ pháp lý đất đai, thưởng di dời số tiền 313 triệu đồng trong khi hộ gia đình, cá nhân đã giao đất cho công ty chính phủ đầu tư LDG xây dựng công trình trên đất. Ngoài ra, bà Châu cũng ký thông báo thu hồi đất không đúng chủ sử dụng đất, không đúng thửa đất, diện tích đất đã cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư sai quy định. Kết luận thanh tra nêu, bà Vũ Thị Minh Châu với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom nhưng thực hiện không hết trách nhiệm quản lý về trật tự xây dựng tại địa phương để xảy ra sai phạm. Liên quan đến sai phạm của dự án trên, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 7 bị can, gồm 2 lãnh đạo công ty chính phủ đầu tư LDG về tội lừa dối khách hàng và 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.